Chào các em, thầy tên là Đỗ Ngọc Hiền, giáo viên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bài giảng hôm nay là dạng 5 bài toán về vòi nước, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Trước khi đi giải bài toán ở dạng 5 này thì thầy cũng nhắc lại cho các em nắm về 3 bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình như sau. Bước 1, lập hệ phương trình. Chúng ta thực hiện 3 công việc. Công việc thứ nhất là chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Công việc thứ hai là biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn. Công việc thứ ba là dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng để lập hệ phương trình. Bước 2 là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế. Ngoài ra chúng ta còn có phương pháp nữa, đó là phương pháp đặt ẩn phụ. Bước 3 là trả lời, đối chiếu nghiệm với điều kiện của bài toán và nhận lỗi những nghiệm mà không thỏa mãn điều kiện, rồi nhận những nghiệm mà thỏa mãn điều kiện và kết luận. Đó là ba bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình mà chúng ta đã nắm. Thầy nhắc lại cho các em nắm cho kỹ để chúng ta thực hiện. Lưu ý là ở bước 1 đó là lập hệ phương trình, chúng ta cần lưu ý đây là cái chìa khóa để giải bài toán, do đó chúng ta phải đọc và phân tích kỹ đề bài để chúng ta mới lập được hệ phương trình. Về phương pháp giải bài toán về vòi nước thì ở bài toán về vòi nước thì nó cũng tương tự gần giống như bài toán về năng suất lao động. Và để giải bài toán này thì các em cần vận dụng các công thức sau. Cũng công thức thứ nhất là N bằng 1 trên T, từ đó suy ra T bằng 1 trên N. Công thức thứ hai đó là DB thì bằng N nhân T. À, trong ba công thức này các đại lượng như sau: N là tốc độ chảy của vòi nước, T là thời gian chảy đầy bể, 1 là bể đã chứa đầy nước, DB là bể đã được chảy đầy nước trong thời gian T. À, nó cũng gần giống các công thức của bài toán về năng suất lao động. Thì vòi nước thì nó cũng có là chảy chung và chảy riêng. Vì vậy cho nên là nó cũng tương cũng là ở bài này nó gần giống như ở dạng trước, đó là dạng về năng suất lao động. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài toán cụ thể. Ví dụ 1 là bài tập số 38 sách giáo khoa trang 24. Đề bài như sau: nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn, tức là bể không có nước, thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2 phần 15 bể nước. Nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu? Như vậy ở đề bài này người ta hỏi là nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu. À, các em chú ý ở đây như vậy là có hai vòi cho nên chúng ta gọi ẩn số nó hai vòi. Nhưng mà trước tiên để giải bài toán này thì đầu tiên ở đây chúng ta có là 1 giờ 20 phút, thì thời gian chúng ta nên đổi thành là gì, là một là phân số, đổi ra phân số để chúng ta dễ giải bài toán này. À, trong bài toán này thì có là 1 giờ 20 phút thì thầy đổi là ra là 4 phần 3 giờ. 10 phút chúng ta đổi thành giờ tức là bằng 10 trên 60 thì rút gọn là bằng 1 phần 6 giờ. 12 phút thì bằng 12 trên 60 rút gọn thì bằng 1 phần 5 giờ. À, như vậy chúng ta phải đổi ba cái đơn vị ở đây là cho đề bài cho phút, giờ phút ở đây cho phút thì chúng ta đổi đều ra giờ hết. Chúng ta lưu ý ở điều này. Bây giờ thầy gọi thời gian để vòi thứ nhất chảy riêng một mình đầy bể là x, đơn vị là x lớn hơn không, và thời gian để vòi thứ hai chảy riêng một mình đầy bể là y giờ, y cũng lớn hơn không. À, là nói khác hơn là y cũng phải là lớn hơn 4 phần 3 này. À, x, y đều lớn hơn 4 phần 3. Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được là 1 trên x bể, vòi thứ hai chảy được là 1 trên y bể. À, nó vậy ở đây nó cũng giống giống gần giống như là áp dụng công thức thì nó gần giống như bài toán về năng suất lao động. Cả hai vòi cùng chảy được
ở đây là 4 phần 3 giờ thì nó chảy đầy bể, cho nên 1 giờ nó chảy bằng 1 chia cho 3, 4 phần 3 thì nó bằng là 3 phần 4 bể, cho nên là chúng ta có phương trình 1 trên x cộng 1 trên y bằng 3 phần 4. Ở đây cái số 3 phần 4 này các em lưu ý, nó là bằng 1 chia cho 4 phần 3, tức là bằng 1 nhân cho nghịch đảo 4 phần 3 đó là 3 phần 4, cho nên nó bằng 3 phần 4. Cho nên các em lưu ý ở chỗ này. Vòi thứ nhất chảy trong 10 phút và vòi thứ hai chảy trong 12 phút thì được 2 phần 15 bể. Nên ta có phương trình 1 trên 6x cộng 1 trên 5y bằng 2 phần 15. Tức lại lấy là 1 nhân cho 1 phần 6, 1 trên x nhân 1 phần 6 thì bằng là 1 trên 6x. 1 trên y nhân 1 phần y, nhân 1 phần 5 thì bằng là 1 trên 5y. Từ phương trình 1 và phương trình 2 thì lập được hệ phương trình 1 trên x cộng 1 trên y bằng 3 phần 4, 1 trên 6x cộng 1 trên 5y bằng 2 phần 15. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong cái bước 1, xong xong bước 1 đó là lập được hệ phương trình. Bây giờ giải hệ phương trình này. Ở hệ phương trình này thì có thể giải bằng phương pháp cộng đại số, và có thể giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ, nhưng ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bằng phương pháp cộng đại số. Đầu tiên thầy rút gọn cái phương trình thứ hai. Rút gọn phương trình thứ hai, ở đây nó có mẫu là 6x rồi 5y rồi 15. Bây giờ thầy rút gọn bằng cách ở đây chúng ta thấy là bội chung nhỏ nhất của 6, 5, 15 chính bằng 30, cho nên thầy nhân hai vế của phương trình thứ hai này cho 30 thì 30 chia cho 6 thì được 5. Cho nên thầy được 5 trên x, 30 chia cho 5 thì được 6, cho nên được 6y. 30 nhân cho 2 thì bằng 60, 60 chia 15 thì được 4. Bây giờ chúng ta tiếp tục thầy nhân cho cái phương trình thứ nhất này cho 5 thì được là 5 trên x cộng 5 trên y, 3 nhân 5 là 15 trên phần 4. À, như vậy ở đây chúng ta xuất hiện được là 5x, 5x giống nhau hai phương trình, cho nên thực hiện là phép cộng đại số xuống, thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là 1 trên là 5 trên x cộng 5 trên x thì bằng 0. Bây giờ thì lấy phương trình 2 này nè, thì trừ cho phương trình thứ nhất này. Thì 6 trên y trừ cho 5 trên y thì bằng 1 trên y. Rồi tiếp tục là 4 mà trừ cho 15 phần 4. 4 trừ cho 15 phần 4 thì nó sẽ bằng 16 trừ 15 phần 4 thì nó sẽ bằng 1 phần 4. Như vậy tìm được 1 trên y bằng 1 phần 4. Bây giờ thế 1 trên y này vào phương trình thứ nhất này để chúng ta tìm tìm 1 trên x. Thì thế vào ở đây thầy có là 5 là 5 trên x sẽ bằng 5 trên x sẽ bằng 15 phần 4 trừ cho 5 phần 4, 15 phần 4 trừ cho 5 phần 4 thì nó sẽ bằng là 15, ở đây nhân cho 5, 1 phần 4 nhân 5 lên thì bằng 5 phần 4, 15 phần 4 trừ cho 1 phần 4. Trừ cho 5 phần 4 thì nó sẽ bằng là 10 phần 4. 10 phần 4 thì chúng ta rút gọn lại thì nó được là cái gì? 5 trên x sẽ bằng là 5 trên 2. 5 trên 2. Như vậy là chia hai vế cho 5 nữa thì ở đây là 5 chia 5 được 1, như vậy còn 1 trên x. Rồi 5 chia 5 được 1 nữa thì còn lại là trên tử, là chia trên tử là cho 1 cho 5 thì ở đây còn lại 1 trên 2. Như vậy tìm được 1 trên x bằng là 1 phần 2. Bây giờ nghịch đảo hai hai phương trình này lên thì tìm được x bằng 2, y bằng 4, và nghịch đảo lên. Các em lưu ý. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong bước 2 là tìm nghiệm được hệ phương trình, tức là x bằng 2, y bằng 4. Bây giờ so sánh nghiệm với điều kiện cả x và y đều thỏa mãn điều kiện của đề bài. Từ đó chúng ta kết luận. Vậy nếu chảy riêng một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể
trong 2 giờ. Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 4 giờ. À. Đó là chúng ta đã xong cái bài ví dụ thứ nhất. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Đó là bài tập số 32 sách giáo khoa trang 23. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn không có nước thì sau 4 phần 5 giờ thì đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 6 phần 5 giờ nữa mới đầy bể. Là các em lưu ý ở cái câu này nữa. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể? Ở đề bài này thì chúng ta thấy người ta cho là hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn tức là bể không có nước. Sau 4 phần 5 giờ thì đầy bể. Thì ở đây chúng ta lưu ý cái số 4 phần 5 giờ chúng ta phải đổi thành phân số. Rồi, nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và sau 9 giờ và 9 giờ sau thì mới mở thêm vòi thứ hai. Như vậy, lúc mà vòi thứ hai mở ra thì vòi thứ nhất đã chảy được 9 giờ rồi. Các em lưu ý ha. Sau đó thì cả hai vòi cùng chảy với nhau 6 phần 5 giờ nữa thì mới đầy bể. À. Như vậy ở đề bài này chúng ta giải như sau. Đầu tiên thầy đổi 4 phần 5 thì bằng 24 phần 5. Giờ gọi thời gian để vòi thứ nhất chảy riêng một mình đầy bể là x giờ. Điều kiện x lớn hơn 0. Thời gian để vòi thứ hai chảy riêng một mình đầy bể là y giờ. Y lớn hơn 0. À, các em ở đây đề bài hỏi là vòi thứ hai nhưng ở đây thầy phải là gọi là thời gian để mỗi vòi chảy riêng đầy bể là x giờ y. Các em lưu ý x cả x y lớn hơn 0 hết. À. Bây giờ dựa vào mối cái đề bài này chúng ta có như sau. Trong một giờ thì vòi thứ nhất cũng chảy được 1 trên x bể, vòi thứ hai chảy 1 trên y bể. Cả hai vòi cùng chảy. À. Cả hai vòi cùng chảy thì ở đây nó chảy là cái như là cùng chung chảy thì 24 phần 5 giờ đầy bể cho nên 1 giờ nó sẽ bằng 1 chia cho 24 phần 5 tức là bằng 1 nhân cho 5 phần 24 sẽ bằng 5 phần 24 bể. Nên ta có phương trình thứ nhất đó là 1 trên x cộng 1 trên y sẽ bằng 5 phần 24. Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là dựa vào cái đề bài này chúng ta có vòi thứ nhất chảy sau bao nhiêu giờ, tức là đầu tiên nó chảy 9 giờ rồi nó chảy thêm 6 phần 5 giờ nữa cho nên là bằng 9 cộng 6 phần 5 thì nó sẽ bằng 54 phần 5. Đã. Ở đây chúng ta quy đồng lên tức là lấy 5 nhân 9 là 445, 45 cộng 6 thì bằng là 51 phần 5 giờ. Và vòi thứ hai chảy 6 phần 5 giờ nữa. Đã. Nên ta có phương trình là 51 phần 5x cộng cho 6 phần 5y thì bằng 1. À. Đây là phương trình 2, từ là phương trình 1 và phương trình 2 thì ta lập được hệ phương trình như sau. À, cái số này là giờ chứ không là cái như không phải mà bể ha các em. Thì nhầm chỗ này. 1 trên x cộng 1 trên y bằng 5 trên phần 24, 51 phần 5x rồi 6 phần 5y thì bằng 1, tức là chạy đầy bể. À. Bây giờ có phương trình rồi thì chúng ta tiến hành giải hệ phương trình. Ở hệ phương trình này thầy giải và rút gọn thì nó ra được như thế này. Nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải như sau. Đầu tiên đối với phương trình thứ nhất thì chúng ta nhân tử và mẫu cho là 51. 51 nhân 1 thì bằng 51. 51 nhân 1 cũng bằng 51. Nhưng mà 51 nhân 5 thì bằng 255. À, như vậy ta được 51 phần x cộng 51 phần y bằng 255 phần 24. Rồi tiếp tục. Chúng ta nhân tử và mẫu của cái nhân hai vế của phương trình 2 này nè cho 5 để mất đi cái 5 ở dưới mẫu này. À, thì bên phải thì còn lại 1 nhân 5 thì bằng 5. À, như vậy chúng ta làm xuất hiện
xuất hiện được là hệ số của ẩn x giống nhau, đó là 51. 51 phần x ở đây 51, 51 nhân cho 1 trên x, cho nên chúng ta lưu ý chúng ta làm phép tính cộng, phép là phương pháp cộng đại số. Ở đây chúng ta xem coi chúng ta thấy cái nào lớn hơn. Chúng ta thấy là cái phân số 255 phần 24 lớn hơn 5, cho nên lấy phương trình 1 trừ phương trình 2. Lấy phương trình 1 trừ phương trình 2 được. Có là 51y trừ số 6y thì bằng là 45y. 45y. Rồi tiếp tục là 255 phần 24 trừ cho 5. 254 trừ cho 5 thì sẽ bằng 255 trừ cho 5 là nhân là 24 luôn, đó là bằng 120 phần 24, tức là bằng 135 phần 24. Rút gọn lại thì ở đây chúng ta có là 45 phần y bằng là 135 phần 24, cho nên rút gọn lại thì được là 1 chia 2 vế cho 45 thì được là 1 trên y. Rồi là ở bên này thì bằng 1 phần 8. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì được 1 trên y bằng 1 phần 8. Thế 1 trên y bằng 1 phần 8 vào phương trình thứ nhất thì được là 1 trên x sẽ bằng 5 phần 24 trừ 1 phần 8 sẽ bằng là 5 trừ 3 phần 24, tức là bằng 2 phần 24, tức là bằng 1 phần 12. Như vậy 1 trên x bằng 1 phần 12, 1 trên y bằng 1 phần 8. Tới đây thì chúng ta muốn tìm xy bằng cách chúng ta nghịch đảo hai vế của mỗi phương trình thì tìm được x bằng 12, y bằng 8. Là chúng ta đã hoàn thành cái bước 2. Bây giờ qua bước 3 là so sánh nghiệm tìm được với điều kiện thì cả x bằng 12, y bằng 8 đều lớn hơn không hết, cho nên nó thỏa mãn điều kiện. Và nó kể cả nó lớn hơn 4, 4 phần 5 luôn. Nên chúng ta kết luận vậy. Ở đây thì chúng ta có x y, nhưng mà đề bài chỉ hỏi là nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu đầy bể, cho nên ở đây chúng ta chỉ lấy cái kết quả là y thôi để chúng ta kết luận. Nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau 8 giờ đầy bể, nhưng mà riêng vòi thứ nhất, ở đây thầy giải thích thêm là vòi thứ nhất nó đã chín chảy 9 giờ rồi. Rồi sau đó cùng vòi thứ hai chảy 6 phần 5 giờ nữa mới đầy bể, cho nên vòi thời gian mà vòi thứ hai mà chảy đầy bể một mình đó là phải 12 giờ. Nhưng ở đây đề bài thì chỉ hỏi là vòi thứ hai, cho nên chúng ta chỉ trả lời đáp số là vòi thứ hai thôi. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em xong hai ví dụ về bài toán về vòi nước. Bài toán vòi nước thì nói chung ở bài toán về vòi nước và bài toán về năng suất lao động thì nếu người ta gộp chung lại thì người ta nói là bài cái dạng toán công việc làm riêng, công việc làm chung. Ở một số sách tham khảo thì người ta ghi tắt lại đó là công việc làm chung, công việc làm riêng, cho nên chúng ta lưu ý. Bài giảng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.